Xin chào và cảm ơn anh em đã quay trở lại với kênh YouTube chính thức của Diễn đàn Trader Việt, và mình là Tùng Anh. Mọi người cũng đã nhìn thấy cái chủ đề ngày hôm nay ha, đó là mình sẽ nói về cái tuyệt kỹ spoofing, một cái tuyệt kỹ đã khiến một trader đánh sập sàn chứng khoán Mỹ. Thì cái này không phải diệt tích thôi ha, chúng ta có cả một cái câu chuyện xung quanh cái kỹ thuật này. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu ha. Video này được tài trợ bởi nhà môi giới North FX, hiện đang có chương trình tận hưởng spread bằng không với đòn bẩy lên tới 1-1 ngàn. Các bạn xem chi tiết ở link bên dưới ha. Rồi để dẫn dắt về cái kỹ thuật này thì mình sẽ nói về cái câu chuyện một trader đơn lẻ đã đánh sập sàn chứng khoán Mỹ như thế nào ha. Vào ngày 6 tháng 5 năm 2010 thì thị trường tài chính Mỹ đã dính một cú flash crash. Thì cái cú flash crash như thế nào thì chúng ta có thể hiểu là một cái sự sụt giảm cực mạnh cho thị trường mà chưa xác định rõ được nguyên nhân. Rồi, 5 năm sau đó thì một trader tên là Navinder Saisara đã bị bắt. Khi đó anh mới 36 tuổi. Thì anh này là một tay vô danh trong giới tài chính toàn cầu. Chỉ ở nhà và trade một mình thôi. Và chính anh này đã tạo ra cú flash crash tại một địa điểm cách xa cái phố chính Wall Street 3.600 dặm. Đó, thì đây chính là cái nguyên nhân mà Navinder bị bắt ha. Sở dĩ là như sở dĩ anh bị bắt đó là anh đã kiếm lợi nhuận mà được cho là bất chính trên thị trường. Thì cái cú đánh vào tháng 5 năm 2010 đó đã giúp Sarao bỏ túi khoảng gần 900.000 USD. Tuy nhiên với cùng một cái kỹ thuật đó vào tháng 8 đầu tháng 8 năm 2011 thì Sarao đã kiếm được 4 triệu USD, và ước tính trong suốt cái sự nghiệp làm trader của mình, chỉ trong 4 năm ha, thì năm 2010 đến 2014 thì Sarah đã kiếm được khoảng 40 triệu USD. Chỗ này mình gọi nhầm một tí ha. Và đây chính là nhân vật huyền thoại của chúng ta. Thì cái kỹ thuật mà anh này sử dụng là cái kỹ thuật mà hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu, đó chính là kỹ thuật spoofing. Rồi cụ thể cái kỹ thuật này như thế nào và tại sao nó lại lợi hại như vậy? Thì định nghĩa về spoofing thì spoofing là một cái hình thức thao túng thị trường ha, bằng cách là đặt những cái lệnh mua hoặc bán có khối lượng cực lớn mà không nhưng mà những cái người đặt ra cái lệnh đó không thực sự có ý định mua hoặc bán cái tài sản mà họ đặt. Mục đích đó chính là tạo ra cái nhu cầu ảo rất mạnh đối với thị trường tại một cái tài sản cụ thể nào đó để kéo cái giá nó đi theo cái hướng mà họ muốn. Thì những cái người mà thực hiện cái kỹ thuật spoofing thì được gọi là những spoofer. Thì họ sẽ thúc đẩy những cái nhà giao dịch trên thị trường đặt hàng trăm thậm chí là hàng ngàn lệnh nhồi cùng một lúc để đẩy cái giá tài sản nó đi. Thì kết quả là giá không ngừng tăng hoặc giảm, đó từ đó là họ có thể kiếm được lợi nhuận từ cái sự thao túng giá đó. Rồi chúng ta sẽ đến với lại những cái từng bước để thực hiện cái kỹ thuật spoofing này ha, để chúng ta có thể hiểu về cái kỹ thuật này. Thì spoofer đầu tiên đó là họ sẽ đặt một số cái lệnh mua cực kỳ dễ nhìn thấy nhưng không hề có ý định giữ cái lệnh này. Họ đặt những cái lệnh này nhằm mục đích là thu hút những cái nhà giao dịch khác để đi theo cái hướng mà họ dẫn dắt ha. Thứ hai là những cái spoofer này sẽ tiếp tục đặt một cái lệnh khác ngược lại hướng với cái lệnh mà họ đã đặt cái lệnh ảo đó, trước đó ha, giữa lúc những cái dòng lệnh đầu tiên nó vừa bị hủy hoặc là nó vẫn còn hoạt động đó. Thì sau đó những cái lệnh mua ảo đó, thì đẩy cái giá của tài sản lên một cách lũng đoạn đó. Thì sau khi mà được
đẩy lên rồi á, thì bắt đầu họ nhảy vào họ bán, tại vì họ đã chờ bán ở phía trên rồi đó. Và khi đó bắt đầu thị trường nó lại chạy theo đó, và có thể là họ sẽ đặt tiếp tục một số cái lệnh ngược chiều lại nữa để dẫn dắt thì tiếp tục thị trường theo cái ý mà họ muốn, và cuối cùng là họ sẽ tiến hành cái động thái chốt lời. Về lý thuyết là như vậy. Bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại cái trường hợp của Sarah ha. Ví dụ như anh này muốn mua thì anh sẽ làm như thế nào? Đầu tiên thì anh sẽ đặt hàng loạt những cái lệnh bán ảo khiến cái chỉ số và chứng khoán đó nó rớt giá. Khi mà mọi người sẽ thắc mắc là tại sao những cái lệnh ảo này nó lại khiến cái thị trường nó rớt, tại vì tuy nó không được khớp nhưng mà với một cái khối lượng ảo cực lớn thì nó sẽ thu hút những cái nhà giao dịch trên thị trường, mà cụ thể ở đây chính là những cái con bot giao dịch cao tầng đó, ha. Nó sẽ thấy những cái lệnh chờ mua như vậy thì nó sẽ có cái xu hướng bán ha. Bán theo cái hướng mà anh này đặt những cái lệnh bán ảo đó đó. Và khi mà những cái giao dịch cao tầng này nó đã đặt lệnh rồi thì có thể là thị trường nó sẽ bị đẩy xuống ha, và cái chỉ số nó rớt. Thì sau đó thì anh này sẽ nhanh tay hủy những cái lệnh bán và mua vào với cái mức giá thấp đó. Rồi sau đó thì anh lại có một cái động tác mới, đó là đặt hàng loạt các lệnh mua ảo đó. Thì với cái khối lượng lệnh mua ảo khổng lồ này thì những cái giao dịch cao tầng có thể là sẽ tiếp tục bị dẫn dắt và nó sẽ mua ngược trở lại, đẩy giá lên đó. Và cuối cùng thì anh đã đạt được cái mục đích, đó là mua ở giá thấp và bán ở giá cao, và anh ta đã chốt lại. Đây chính là một cái ví dụ đơn giản về cái kỹ thuật spoofing mà Sarah đã sử dụng trong suốt 4 năm và kiếm khoảng 40 triệu trên thị trường chứng khoán. Thì cái câu hỏi đặt ra là cái kỹ thuật này chúng ta có thể sử dụng được không? Rất không may, đó chính là tại Hoa Kỳ theo mục 747 của đạo luật Dodd-Frank năm 2010 thì đã cấm cái hành vi này ha, cấm cái hành vi này. Vậy thì tại sao chúng ta phải biết được nó? Đối với tư cách là một trader thì khi mà chúng ta hiểu sâu về cái thị trường chừng nào thì chúng ta sẽ có nhiều lợi thế hơn chừng đó ha. Và đây cũng là một cái phương pháp rất là thú vị mà chúng ta nên biết, mặc dù chúng ta có thể là sẽ không thể sử dụng trong thực tế được. Thì một số cái mình có ở đây, mình cũng sẽ đưa ra một số cái án phạt liên quan đến cái kỹ thuật spoofing nổi tiếng ha. Ngoại trừ cái trường hợp của Sarah mà mình đã nhắc đến ở phần đầu clip, thì vào năm 2013 Michael Kosia thì cũng đã bị CFTC phạt 2,8 triệu USD và bị cấm giao dịch trong một năm, cũng sử dụng cái kỹ thuật spoofing này. Năm 2014 thì một trader người Nga là Igor cũng đã bị CME kết án phạt 150.000 và cũng bị cấm giao dịch trong khoảng thời gian ngắn là một tháng ha. Và đặc biệt năm 2018 thì một nhóm tổ chức tài chính danh tiếng bao gồm HSBC này, UBS và Deutsche Bank của Đức cũng đã đồng ý chi trả một cái khoản phạt lên tới 47 triệu đô la vì dính líu đến các cáo buộc về cái việc sử dụng cái kỹ thuật spoofing. Rồi, cái clip ngày hôm nay mình giới thiệu cho mọi người về một cái kỹ thuật mặc dù đã bị cấm nhưng mà cũng là một cái kỹ thuật rất là đáng chú ý mà chúng ta là một trader thì chúng ta nên biết về cái kỹ thuật đó ha, kỹ thuật spoofing. Rồi, cái thời lượng của clip thì cũng đến đây thì mình cũng xin tạm dừng ha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những clip tiếp theo.